Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương và nghiêm túc triển khai những biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong cao điểm mùa khô năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thường trực Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cấp tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nhất là các vùng trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, cung cấp thông tin cho các địa phương để chủ động thực hiện những phương án về phòng cháy chữa cháy rừng, duy trì dự báo cảnh báo nguy cơ cháy rừng để thông tin kịp thời trên phương tiện truyền thông. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy, dừng ngay việc dùng lửa để xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng trong suốt thời kỳ cao điểm nguy cơ cháy rừng cao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật nếu buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong quản lý, chỉ đạo để xảy ra cháy rừng trên địa bàn.